đối với những nhiếp ảnh gia như anh thì việc chụp ảnh trong những cái studio như này thì có điểm gì là lợi thế ạ? Đối với những cái studio này thì lợi thế cho chúng tôi thì là không phải người chụp nào cũng biết diễn, và vì vậy với những bối cảnh có sẵn thì rất dễ dàng để chúng ta bối cảnh sẵn thì khách hàng có thể